Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình xe đã qua sử dụng cùng với Thế Sơn Toyota. Tiêu điểm ngày hôm nay của chúng ta là chiếc xe Toyota Fortuner bản G, được sản xuất vào năm 2019, màu bạc, phiên bản số sàn, hiện đã đi được 39.000 km. Trong phân khúc SUV tầm trung 7 chỗ, có thể xem là chiến trường đầy ác liệt với rất nhiều các hãng xe tham gia. Dòng xe này vừa rộng rãi, vừa chở thêm được nhiều người và cũng có thể làm kinh doanh dịch vụ vận tải. Hiện tại, xe đang được bày bán tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Xe đã được trải qua 176 hạng mục theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận chất lượng, đã hoàn tất làm đẹp Marukuri độc quyền tại Toyota Hiroshima. Nếu các bạn quan tâm tới mẫu xe này, xin vui lòng liên hệ tới số hotline 0911 5544 55 để được hỗ trợ tốt nhất. Về ngoại thất của Fortuner 2019, Fortuner sở hữu kiểu dáng thể thao với thiết kế hiện đại, trẻ trung. Toyota Fortuner 2019 trở nên ấn tượng như cụm đèn chiếu sáng có thiết kế thanh mảnh vút ngược sang hai bên hông. Thiết kế đèn này giúp phần đầu xe có độ hầm hố hơn nhiều so với kiểu thiết kế đèn vuông vức ở các thế hệ cũ. Fortuner 2.4G sử dụng động cơ diesel với hộp số sàn 6 cấp cho công suất cực đại đạt 147 mã lực và mô men xoắn tối đa đạt 400 Nm. Xe cũng được trang bị hệ thống cân bằng điện tử và 7 túi khí cho hành khách an tâm khi di chuyển. Nhà sản xuất đã tích hợp công nghệ hỗ trợ lên xuống dốc cho chiếc xe, giúp người dùng yên tâm hơn khi vận hành cùng xe ở những cung đường khó. Khoang nội thất trên những mẫu xe Toyota từ trước đến nay chưa được nổi bật lắm. Tuy nhiên, với đợt lên đời trên phiên bản 2019 này có thể nói là khá hợp gu so với nhiều mẫu xe hiện nay. Bảng táp lô với nhiều chi tiết da và giả da kết hợp với những phần ốp kim loại xước càng tạo thêm điểm nhấn. Thiết kế 3 hàng ghế ngồi với 7 ghế đã được bọc da cho cảm giác dễ chịu. Hiện tại, xe đang được bên mình công bố với giá 940 triệu. Nếu các bạn quan tâm, xin vui lòng gọi điện tới số điện thoại 0911 5544 55 để được báo giá giảm tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất. Hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch.
Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.